Những người ăn xin may mắn trúng vé số và trở nên giàu có. Chào các bạn, chắc ai trong số chúng ta cũng đã từng bỏ ra vài chục ngàn đến vài trăm ngàn, thậm chí là vài triệu để mua vé số, với kỳ vọng một ngày nào đó trở thành tỷ phú. Tuy may mắn chỉ mỉm cười với một số ít người, nhưng bất cứ ai cũng có thể trúng số. Vì vậy mà có những trường hợp người trúng số là những người rất nghèo, thậm chí họ là những người ăn xin. Điều đó đôi khi làm bạn không thể tin được. Nhưng sự hy hữu ấy đã diễn ra khi may mắn mỉm cười với họ. Họ đã không còn phải sống trên đường phố nữa mà bắt đầu một cuộc sống giàu có. Đó là câu chuyện của những người mà trong video hôm nay, Tobian sẽ giới thiệu đến các bạn để chúng ta thấy rằng cuộc sống không gì là không thể xảy ra. 1. Michael Enfors trúng 500.000 đô la Mỹ sau khi mua thẻ rút tiền xổ số 10 đô. Khi bạn gặp sự thất bại nào đó, bạn nghĩ cuộc sống này không công bằng với bạn. Nhưng rồi, cũng sẽ có lúc bạn nhận ra cuộc sống luôn luôn công bằng với tất cả mọi người. Điều này đã đúng với trường hợp của người ăn xin may mắn trúng xổ số với số tiền 500.000 đô la Mỹ, Michael Enfors. Một người đàn ông 61 tuổi đã sống cuộc sống lang thang trên đường phố gần 6 năm. Một hôm, ông quyết định bỏ ra 10 đô la Mỹ để mua một thẻ cào xổ số từ một trạm xăng ở Aspen, Colorado. Từ sau khi việc kinh doanh phá sản và ly hôn, Michael Enfors nghĩ rằng may mắn sẽ không còn mỉm cười với mình. Nhưng ông đã đánh bại tỷ lệ cược 840.000 trên 1 và thắng giải độc đắc trị giá 500.000 đô la Mỹ. Michael tiết lộ rằng ông sẽ dùng số tiền thắng cuộc để cố gắng liên lạc với con gái mình, người mà ông đã không nhìn thấy gần 20 năm sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ. 2. Laszlo Andrasek mua vé số trúng thưởng với đồng xu cuối cùng. Trong hoàn cảnh khó khăn, luôn sẽ có phép lạ xuất hiện, cũng giống như ánh sáng luôn nằm ở cuối con đường. Có vẻ như câu nói này chỉ dành cho anh chàng Laszlo Andrasek, một người đàn ông 55 tuổi đến từ Hungary. Laszlo đã kết thúc cuộc sống đường phố sau khi nợ nần và thất nghiệp khiến anh ta phải rời khỏi nhà. Trong tình trạng vô vọng, Laszlo đã mua một vé số với những đồng tiền cuối cùng trong túi của mình và nó đã mang lại cho anh số tiền 630 triệu đô la Hungary, khoảng 1,7 triệu bảng Anh, trong tài khoản ngân hàng của mình. Khi được hỏi về kế hoạch tương lai của mình, Laszlo đã nói với truyền thông rằng mặc dù là một người nghiện rượu, anh quyết tâm dùng số tiền một cách cẩn thận và muốn sử dụng nó để giúp người nghiện rượu và làm dụng tình dục thay đổi cuộc sống. 3. Dennis Mahuri. Cuộc sống nhiều lúc không cầu mà được, các bạn có tin điều đó? Chỉ đơn giản là mua một vé cào, nhưng không có bất kỳ sự kỳ vọng nào. Nhưng các bạn đoán xem, điều gì đã đến với anh chàng Dennis Mahuri? Vé cào đó đã mang đến cho Dennis số tiền 50.000 đô la Mỹ một cách đầy bất ngờ. Trước tiên thắng giải, mặc dù anh đã bị sốc, nhưng phần lớn vẫn là vui mừng. Chiến thắng một số tiền khổng lồ như vậy đã không còn thay đổi bất cứ điều gì về Dennis. Một người được đánh giá là hài hước và thân thiện với mọi người. Thay vì giữ tất cả cho mình, Dennis quyết định chia sẻ số tiền trúng thưởng với những người có hoàn cảnh giống anh. Một hành động thật đẹp và nhân văn đúng không nào? Nếu là bạn, bạn có làm được những điều như Dennis? 4. Crystal Nelson. Khi bạn thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ và hành động tích cực, bạn sẽ đạt được những kết quả như mong đợi. Câu chuyện về Crystal Nelson sẽ giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn về câu nói này. Crystal Nelson được coi là người may mắn vì cô đã thắng được 1.000 đô la Mỹ trong một cuộc xổ số. Nhưng rồi, một số hoàn cảnh không may đã xảy đến với Crystal, phải sống một cuộc sống không nhà. Crystal làm việc cho một tờ báo địa phương và một ngày kia, cô mua một vé Powerball với hy vọng về những điều tốt nhất như mua một ngôi nhà mới, một chiếc xe mới và có thể đi gặp anh trai của mình. Và mong ước của cô đã thành hiện thực khi Crystal trúng được 50.000 đô la Mỹ và bắt đầu thực hiện những dự định của mình. Ngoài ra, cô còn giúp anh trai được sở hữu một ngôi nhà cho riêng mình. Vì trúng xổ số đã làm cho cuộc sống của Crystal thay đổi và trở nên dễ dàng hơn. 5. Derek Mabuso. Tất cả chúng ta đều mơ ước kiếm tiền và trúng xổ số, cũng là một trong những phương pháp thể hiện hóa giấc mơ trở thành triệu phú chỉ trong một ngày. Các bạn hãy thử tưởng tượng, khi trúng số,
giải cao nhất nhé. Các bạn sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào? Mua nhà, mua xe, đi du lịch. Các bạn có khi nào đem số tiền có được của mình để cho những người ăn xin như anh chàng Derek Mabuso? Derek là một trong 8 người ở Omaha, Nebraska đã giành giải độc đắc Powerball trị giá 365 triệu đô la vào năm 2006. Bản thân Derek không phải là một người vô gia cư, nhưng mỗi năm anh ta đều quyên tặng hàng chục ngàn đô la tiền thưởng cho cộng đồng vô gia cư địa phương bằng cách tặng thẻ Walmart trị giá 45 đô mỗi thẻ, và nó giúp cho những người vô gia cư có cơ hội để lấy những thứ mà họ cần. Điều này đã trở thành một truyền thống. Nói một cách đơn giản, trong hơn 10 năm, những người vô gia cư ở Omaha, Nebraska đã gián tiếp trúng xổ số mà không cần mua bất kỳ vé nào. Họ thật may mắn đúng không nào? 6. John Michael LeBlanc. May mắn có thể hoặc có thể không, nhưng nếu bạn là người lương thiện và làm những việc tốt thì bạn chắc chắn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Đây là quan điểm thường thấy ở các tôn giáo, và bạn có tin vào điều này hay không? Những tưởng rằng mình đã gặp may mắn khi nhặt được một chiếc vé trúng thưởng trị giá 260 đô. Nhưng John Michael lại bị một người phụ nữ tố giác là đã ăn cắp chiếc vé của cô ta. Anh bị phạt thêm 130 đô la Mỹ về tội trộm cắp. Sau khi nghe tin tức, rất nhiều người đã tỏ thái độ bất bình trước việc John bị phạt. Cameron Elias đã bày tỏ cảm xúc của mình trên Facebook. Làm thế nào mà ai đó có thể đưa anh ta ra tòa vì điều này? Tôi muốn trả tiền phạt cho anh ấy. Trong khi bạn có thể đón một kỳ Giáng sinh bên bạn bè, gia đình trong một ngôi nhà ấm áp với rất nhiều thức ăn ngon, thì những người ở trên đường phố lại không có gì. Bà đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, và Kylie and Nowhere đã thiết lập một trang quỹ kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng, và họ đã tặng cho số tiền 1.300 đô la, giúp anh có được mùa Giáng sinh ấm áp như bao người. 7. George Bryan. Chúng ta hay nói, có phần không cần gì lo đúng không nào? Các bạn đã nhận được phần của mình chưa? Riêng anh chàng George Bryan ở thành phố Windy thuộc bang Illinois của Mỹ đã được thằng may mắn gõ cửa. Trước đó, trong một tai nạn xe hơi, George rơi vào khủng hoảng nợ nần cho một các loạt chi phí điều trị y tế. Mức lương công việc của George thì không đủ để chi cho tiền viện phí, tiền thuê nhà và nhiều thứ khác. George nộp đơn xin phá sản và trở thành một người vô gia cư. Anh nhận làm tất cả các loại công việc lặt vặt để kiếm sống. Và điều may mắn đã đến với anh. Một ngày nọ, George giúp một người đàn ông di chuyển đồ đạc của mình. Anh được trả công 20 đô la và một tờ vé số. Kết quả, nó đã mang đến cho anh số tiền thưởng 200.000 đô la Mỹ. Với số tiền trên, đã giúp George chi trả nợ nần, mua được một căn hộ và có được một công việc ổn định một lần nữa. Giờ đây, George đang sở hữu một cửa hàng thức ăn nhanh và là nguồn cảm hứng cho nhân viên cũng như khách hàng của mình trong câu chuyện về sự may mắn. 6. Sau khi xem video này, các bạn có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của những người ăn xin may mắn trúng xổ số và thay đổi cuộc sống của mình? Dường như thằng may mắn không bao giờ phân biệt giai cấp hay giàu nghèo, phải không các bạn? Các bạn có thường mua vé số không? Giải thưởng cao nhất mà các bạn đã trúng là bao nhiêu? Thông thường, các bạn sử dụng nó như thế nào? Giả sử, nếu trúng giải cao nhất bạn sẽ làm gì? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Mà ông ở đâu á, ông ở đâu lại á? À, Cửu Long Giang. Cửu Long lại ở đâu? À, Giang là sông mà Cửu là chính, Long là rồng. Chính con rồng. À, chính giữa là sông mà chung quanh là rồng, bốn phương là biển. Trời ơi, ghê vậy. Đông Hải Long Dương nè, Tây Hải Long Dương nè. Nam Hải Long Dương. Đâu ông cháu đời thứ 10 của Hồng Thất Công ban chủ. Không có, đời thứ 14.